các bạn. Chào các bạn. À, kế bên mình đây là anh Dũng Trần, là ảnh là người nghiên cứu và làm ra cái phân hữu cơ mà mình phải nói là không biết làm sao mà cái phân này nó quá trở thành phần các bạn. Mà nãy mình bất ngờ luôn. Thì đầu tiên đây là cái bãi phơi phân của ảnh, là nó cũng đơn giản thôi. Mùa nắng này là phơi rất là khô rồi nè. À, nhưng cái phân này nó gồm có nhiều thành phần. Thì trong đó hồi nãy em thấy là nó có cả cái bột quế đó các bạn. Trời ơi. Vậy cái phân này là có thể ngửi được luôn. Nó không thơm. Có nghe mùi gì hết. Không có nghe mùi. Chắc anh bỏ cái đó là bí quyết cũng là hay lắm á. Em ngửi vẫn còn nghe một cái mùi bột quế. À vẫn có mùi bột quế đây ha. Ừ. Không có mùi nha, không có mùi phân phân chuồng nha các bạn. Cái phân này thành phần cấu tạo nó là thế nào anh? Trong đây nó nhiều lắm, nhiều thành phần lắm. Ừ. Mà kể mình cũng kể sơ sơ thôi. Cũng như là cái này thì nó có đậu nành có nè. Ừ. Mình phải đậu nành rồi mình ủ rồi mình mới đem ra xay nhuyễn rồi phơi khô. Rồi bắt đầu mới còn nhiều thành phần khác như là đậu xanh. Anh cứ kể nành, đi, đậu cứ kể ra. À, từ đó. Từ không có gấp. Nhưng mà chủ lực là gì anh? Có chuồng quế không? Chuồng quế là chủ lực. Phân chuồng quế là chủ lực đúng không? Phân chuồng quế là chủ lực. Nhưng mà chuồng quế về có phải làm cái gì không anh? Chuồng quế về đâu bắt đầu là mình qua xử lý. Ừ. Qua xử lý ủ xong xuôi rồi bắt đầu cái mình mới đem ra bắt đầu mình mới phơi chuồng quế cho nó khô bắt đầu mình mới trộn vô nhân liệu vô các nhân liệu vô mình trồng các nhân liệu vô mình mới ép cho thành viên này mà tôi cái phần này tôi cũng làm đại gia vườn tôi trồng cho làm vườn tôi nhưng mà tôi thấy nó quá hiệu quả trong vòng anh em sử dụng trong vòng 10 ngày là anh em có kết quả là bộ rễ đẹp cực đẹp bản lá cứ nó phát bóng lá ra và mở lá ra đi rễ cực kỳ đẹp không bao giờ có một cọng rễ nào đen rễ cái cọng rễ của bạn nó xấu ngay nó cũng đi rễ nhánh ra để mà nó phát triển nên ra tôi thấy như vậy rồi tôi mới giờ anh Huy lên quay để cho, chia sẻ cho anh em để anh em trồng để anh em mình cùng nhau để cho nó đi lên chứ còn tôi xài phân nhiều lắm rồi tôi xài đủ số loại phân nhưng mà tôi thấy nó cũng không có hiệu quả nhưng mà tại sao cái phân này mà tôi sản xuất ra là một cái là tôi thấy coi như là rất là nhiều là hiệu quả. Mình á Mai Quy là thấy cái phân này rất là hiệu quả các bạn, mình cũng có làm một cái clip về hiệu quả phân này. Các bạn có gì coi cái kênh bên mình là về cái phân này ha, hiệu quả. Nhưng Mai Quy thấy có một số cái đáng quý của cái phân này là phân này là giá thành rất là rẻ các bạn. Rất là rẻ, bình dân, dễ xài. Lúc trước Mai Quy có làm cái phân 2H rất là nổi tiếng tới giờ vẫn nhiều bạn đặt mua. Nhưng mà thực sự 2H thì bây giờ cái bên sản xuất họ không có đủ làm, không có đủ sức làm. Anh Dũng có may là có thằng con nó nhỏ nó phụ ảnh, nó sức trẻ nó làm chứ em nói thật anh làm cái này cực lắm. Đúng rồi. Trời ơi nó cực lắm, làm phân là trong nghề trong giới chê lan mình hay là trong nông nghiệp ta gọi là nghề bốc cức đó các bạn. Nghề bốc toàn là phân mà, phân của Trung Quế là tụi nó gọi là bốc cức là các bạn coi là nó nghe nó hơi bậy bạ nhưng thực sự là nó cực lắm các bạn. Nhưng mà anh em xài cái phân này rồi tôi cũng bảo đảm với anh em không xài một cái loại thuốc gì, chỉ có xài thuốc ngừa bệnh thôi. Anh em chứ người bệnh thôi, còn anh không phải xịt một cái loại thuốc gì, bỏ phân này vô là anh em thấy phát triển rễ liền, phát triển cây cực đẹp liền. À. Không cần xài một cái loại thuốc gì nữa. Trừ sâu vẫn được chứ hả? Phải xài thuốc trừ sâu. Không, ý là anh đang nói là không phải xài cái phân gì khác đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà theo em nghĩ ví dụ như bây giờ tưới NPK 30-10 cũng đâu sao đúng không? Không nên tưới. Tại vì tôi tưới vô cái phân này nó quá tốt rồi, tôi tưới vô tôi thấy nó muốn bị nhũng lá đó. À. Cái đạm nó quá cao rồi. À hiểu rồi, có nghĩa là tôi là không pha chế một cái thứ gì tầm bậy vô đây. À. Bây giờ cái chất đạm nó quá cao nhưng mà nếu anh em mà xịt vô 30-10 hoặc là 20 điều vô thì tưới đạm nó tăng lên nữa đó. Thì cái lá nó dễ bị nhũng. Vậy thì bây giờ mình muốn làm bông làm hoa thì mấy cái ví dụ cái đó thì mình xịt thôi mình thoải mái. 16-30 hay là 15-30 cái đó thì bình thường. Tưới được đúng không? Có nghĩa là hàm lượng nó phải dưới 10 thôi. Đúng rồi. Thì nó đỡ bị tăng đạm đúng không? Đúng rồi. Thì đúng rồi. Mình vẫn kích hoa bình thường. Đúng rồi. Ok vậy là được. Rồi trừ nấm trừ sâu bệnh là bình thường. Đúng rồi. Rồi thí dụ như người ta vẫn còn dư phân tan chậm hùng nguyễn rồi phân tan chậm chì phân này kia người ta gãy chung được không anh? Cái đó gãy được. Cái đó thì gãy được. Rồi bây giờ mời các bạn vô trong xem cái làm phân những cái bao chuồng quế những cái này kia nhất là cái bao quế thơm không ngờ là phân là được có cái phần đó các bạn mời các bạn cùng vô xem. Anh cái này là phân chuồng quế ha? Đúng rồi. Anh từ mấy cái bao này không? Đúng rồi cái bao này nhập về nè. À vô đậu lên con. Rồi vậy là chuồng quế này
là mình đổ này ra. Anh đổ này ra để làm gì anh? Đổ ra cái ủ vơ cho nó khô bớt hả? Cho nó khô bớt không ép được. Không làm sao chúng ta không ra. Rồi các bạn thấy là này này cực không? Phải có bãi phân, thật sự là phân này nó hôi các bạn, nhưng mà nó không hôi nhiều, nhưng mà đứng đây hôi lắm, đứng đây hôi các bạn. Đó đổ ra. Nói chung là nghề làm phân này cực các bạn. Trùng vẫn còn trùng. Phân trùng quế thì tốt lắm rồi, nổi tiếng rồi, nhưng bây giờ là mình xử lý và mình làm ra cái thành phẩm đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Nó ra cái thành phẩm. Chứ còn cái này người ta lấy người ta trồng cây là bình thường rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi tôi làm gì đây đúng không anh, hay là hết rồi? Còn cái còn qua cái sự xử lý rồi trộn tất cả nhân liệu vô, không chứ không ép làm gì được. Đây là phải mấy cái phân trùng quế mà nãy không anh? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mình mới nhập về á. Trời ơi. Bây giờ cái này rồi xong làm xong hết rồi là anh mới bỏ vô cái máy đó đúng không? Đúng rồi, mà cho qua cái máy trộn này. À, qua cái máy trộn này, anh trộn đều lên. Trộn đều lên. Ừ. Ủa, ai nghe anh giới thiệu cái gì đậu xanh, đậu nành đó, kia. Nó phải qua cái máy ép giờ cái máy cái cánh điển ra đậu xanh đậu nành ra nữa. Trời ơi. Ngâm xong xuôi rồi cánh điển. Em là phải nể phục anh luôn á. Đó, sai cho ra điển. Nhưng mà anh có thống kê được cái phần này bao nhiêu thành phần không? Thành phần thì trong đây nó khoảng chừng chắc phải 7-8 thành phần á. Bởi vì từ nãy anh kể hoài cũng không hết luôn các bạn. 7-8 thành phần. Đó, nó qua cái bột quế này nữa nè. Trời ơi, đứng đây thơm ngát luôn nha. Qua bột quế này. Rồi, bột quế mà mua cả bao vậy hả? Bao vậy, mua là mấy tạ. Theo biết cái bột quế này nóng lắm. Vậy là anh phải nghiên cứu biết bao lâu nó mới ra được cái thành phần gọi là hợp lý cho cây trồng nó không bị cháy. Chứ cái này muốn xài nhiều là cháy. Đúng chắc rồi. Luôn, cái này nó nóng lắm. Ừ. Cái này là nó nóng vô cùng. Rồi, vậy là mình xay, mình trộn xong. À, xong rồi qua cái dòng máy ép viên. À, ép viên. Đây, máy ép viên. Ép viên. Rồi phơi. Đúng rồi, để phơi. Là xong. Ví dụ mùa mưa là sao? Mùa mưa thì bây giờ chúng đang chưa biết là phải qua xử lý cái gì. Tại vì mình đang nghiên cứu là mình sợ là mùa mưa đó. Không, mùa mưa là sao phơi? Mùa mưa chắc mình làm cho tỷ lệ ít lợi, chứ còn nếu mình đang... Tức là bây giờ lo làm để dành. Đang làm để dành. Nếu vậy mùa mưa thì có điều kiện hay làm cái máy sấy? Máy sấy thì anh sợ cái hiệu quả nó thấp đi. Nó không bằng năng lượng của không bằng cái mặt trời. Nhưng anh phải tính một đường là cái phân bón mà nó bùng nổ lên quá cho người mua. Tới đó là chắc là anh ơi chờ tới tháng nắng rồi. Không có. Vậy không. Anh phải tính cái phương án là dựng ủ như thế nào để cho nó khô. Trữ kho cho nó khô. Chứ còn nếu mà nói bây giờ mà tôi đang nghiên cứu cái máy thì nó bao nhiêu tiền, cái máy mà để mà làm cho nó ra khô thì nó bao nhiêu tiền. Ừ. Nhưng có mỗi tội là sợ cái phân này nó bị giảm cái chất lượng. À. Đâm ra mình muốn làm kiểu này để cho nó có độ chất lượng nó rất là cao, nhưng mà anh em ta trồng thì tôi cũng đưa ra rất là nhiều nơi cho anh em trồng thử. Thì anh em trồng thử anh em thấy là trong vòng khoảng chừng 4-5 ngày, 10 ngày trở về là bông rễ phát ra cực kỳ đẹp. Đây là cho mình cái video này thì mình không có nói về cái này nha, nhưng mà làm sơ các bạn thấy đó, cây là phát triển rất là nhiều đây. Đây là phân là thành phẩm rồi các bạn, đây nè đó, phân thành phẩm đó. Có bao giờ các bạn thấy một cái chậu mà nó khổng lồ mà trồng hết toàn bộ cái phân này và kiếm xịn luôn không? Ở xanh quế đây, đây xanh quế nha, phan ký đây, toàn bộ là chơi cái phân này không các bạn. Thì cái cách trồng này là hồi xưa là Mai Quy không có ủng hộ luôn, vì thật sự là rất là nhiều bạn bị cháy rễ và đặc biệt là chết cả cây. Chết cây rồi bị sằn lá nữa. Bỏ một cái cục phân ở dưới gốc thôi mà nó đã chết cây rồi các bạn. Tức là khách hàng gửi cái hình mình là mình nhìn vô là biết rồi. Lý do là do cái phân này nó quá nóng các bạn. Nhưng mà mình bất ngờ một cái là anh Dũng Trần ảnh làm ra được cái phân mà trồng toàn bộ là cái phân này. Đó là chậu chiếc trồng khối, có mua than, mua vỏ thông, mua cái gì hết trơn á. Mình bất ngờ, vô cùng bất ngờ luôn các bạn. Thì các bạn, ảnh đã trồng rất là lâu rồi và nó đã có hiệu quả này rồi. Và cũng có nổi tiếng trong giới chơi lan, nhất là giới chơi lan ở khu vực Bình Dương ha. Thì các bạn sẽ yên tâm để khi chúng ta trồng như vậy. Thì mời các bạn coi những video khác để xem cái bộ rễ nó có bị cháy không. Mình nhìn trên đây như vậy, nhưng mà nhiều khi ở dưới nó cháy hết rễ sao các bạn. Mình sẽ coi thực tế ha. Mời các bạn xem trong video đó nha. Xin cảm ơn, xin chào.